Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ án do trong quá trình sử dụng bình khí cười, nhóm khách hát phát hiện bình thứ hai ít hơn bình thứ nhất, nên giữa nhóm khách và nhân viên quán phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến lời qua tiếng lại, cãi chửi nhau. Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại quán karaoke phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng vào rạng sáng ngày 21 tháng 10 năm 2023, làm 3 nam thanh niên thương vong. Mới đây, công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức và xác định nguyên nhân vụ án. Trước đó, vào 3 giờ 40 phút ngày 21 tháng 10 năm 2023, công an phường Kênh Dương nhận được tin báo của quần chúng về việc trước cửa quán karaoke Tonight số 105 đường Kênh Dương, Kênh Dương, Lê Chân xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả là một người bỏ mạng. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với các lực lượng chức năng, công an quận Lê Chân có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh làm rõ vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng nhanh chóng làm rõ nội dung vụ án như sau. Vào 1 giờ 30 ngày 21 tháng 10, sau khi uống rượu xong, nhóm của anh Hoàng Ngọc Trung, sinh năm 1995 ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cùng với bạn là Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1994 ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Tam, sinh năm 1998 ở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, và hai người bạn khác có đến quán karaoke Tonight. Trong quá trình hát, nhóm của anh Hoàng Ngọc Trung có sử dụng bóng cười. Tại quán có hai nhân viên là Lê Văn Khánh, sinh năm 1990 ở 37 Lê Lai, phường Máy Trai, Ngô Quyền, và Trần Việt Trung, sinh năm 1988 ở tổ 30, cụm 5 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, phục vụ hai bình khí cười loại 5kg cho khách. Trong quá trình sử dụng bình khí cười, do phát hiện bình thứ hai ít hơn bình thứ nhất, nên giữa hai nhóm khách hàng và nhân viên của quán đã phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, cãi chửi nhau. Đến khi xuống thanh toán tiền, do hai bên vẫn không tìm được tiếng nói chung, nên giữa Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Tam và nhân viên phục vụ của quán là Lê Văn Khánh vẫn tiếp tục xảy ra tranh cãi. Lời qua tiếng lại không dứt, trong người sẵn có tí hơi men, nên Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Tam, người lấy gậy inox, người lấy gạt tàn thủy tinh xông vào đánh nhau với nhân viên của quán. Thấy vậy, chủ quán liền tới can ngăn rồi đẩy Nguyễn Văn Tam và Trần Việt Trung ra ngoài đường. Trong lúc này, Lê Văn Khánh đã chạy vào bếp lấy con dao nhọn ra ứng chiến. Vừa chạy ra đến nơi, hắn đã vung dao tác động túi bụi về phía Nguyễn Đức Thành và Hoàng Ngọc Trung. Thấy cảnh hỗn chiến, Phạm Hoàng Phương sinh năm 1997, ở 98/30 Trần Nguyên Hãn, phường Cát Dài, Lê Chân, là nhân viên của quán karaoke bên cạnh, không những không vào can ngăn mà còn hùa với nhóm của Lê Văn Khánh, đấm đá Nguyễn Đức Thành và Hoàng Ngọc Trung. Trong quá trình ẩu đả giữa hai nhóm sau đó, Lê Văn Khánh dùng dao tác động vào cằm và bẹn trái của Hoàng Ngọc Trung. Thấy không chống cự được với nhóm đối phương, Hoàng Ngọc Trung đã bỏ chạy dọc đường Kênh Dương thì bị Trần Việt Trung truy đuổi. Do bị thương trước đó nên chạy đến số 81 Kênh Dương thì Hoàng Ngọc Trung gục xuống và bỏ mạng. Gây án xong, các đối tượng Trần Việt Trung, Lê Văn Khánh và Phạm Hoàng Phương đã được đồng bọn là Trịnh Thanh Nam, sinh năm 1989, ở 39/73/89 Hàng Kênh Lê Chân, và Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2003 ở 26/52/261 Trần Nguyên Hãn Lê Chân, trợ giúp trong quá trình bỏ trốn khỏi địa phương. Sau khi xác định được các đối tượng liên quan đến vụ án mạng, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Lê Chân tập trung lực lượng chia thành các mũi truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án. Với tinh thần quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hải Phòng rất nhanh đã xác định được chính xác biển số xe taxi và tuyến đường các đối tượng chạy trốn. Tại thời điểm phát hiện, chiếc xe chở các đối tượng gây án đã di chuyển đến địa phận tỉnh Gia Lai. Một tổ công tác của Công an thành phố Hải Phòng được thành lập, có nhiệm vụ truy đuổi bắt giữ các đối tượng. Khi xe các đối tượng chạy đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác đã điện báo cáo hành tung của các đối tượng với Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an thành phố. Ngay lập tức, Đại tá Lê Nguyên Trường đã trực tiếp điện thoại liên hệ với lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, cung cấp đầy đủ thông tin biển số xe, ảnh các đối tượng và đề nghị Công an tỉnh bạn phối hợp với tổ công tác tổ chức bắt giữ đối tượng. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Công an tỉnh Đắk Lắk, đến khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 10, khi xe chở các đối tượng vừa di chuyển đến huyện Ia Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, thì hai đối tượng Trần Viết Trung và Lê Văn Khánh đã bị lực lượng chức năng tóm gọn. Ngay sau đó, các đối tượng đã được tổ công tác di lý về Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hải Phòng để tập trung đấu tranh.
Chiều 22 tháng 10, đối tượng Quách Đại Hải, sinh năm 1999, ở Tiên Cường, Tiên Lãng, là một trong 9 đối tượng tham gia vào vụ ẩu đả trong quá trình lẩn trốn vào Bình Phước đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ. Ngày 23 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 21 tháng 10 năm 2023 tại quán karaoke Turnai để điều tra, xử lý theo quy định, tạm giữ 8 đối tượng liên quan. Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đại tá Lê Nguyên Trường đã chúc mừng chiến công xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố và Công an quận Lê Chân. Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, đây là một trong nhiều vụ án Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố thời gian qua đã phối hợp triệt phá thành công. Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng giao Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục tập trung làm rõ các đối tượng liên quan, phối hợp với tòa án và Viện Kiểm sát Nhân dân nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, sớm kết luận, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Sáng 18 tháng 2 năm 2022, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, trưởng Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận nhóm 4 đối tượng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh và Cảnh sát Giao thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp bắt giữ chiều 17 tháng 2 năm 2022 chính là các đối tượng đã gây ra vụ án mạng, một người bỏ mạng và 3 người bị thương tại một quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 16 tháng 2 năm 2022. Khoảng 13 giờ ngày 17 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đề nghị của Công an quận Bình Thạnh và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp bắt giữ 4 nghi phạm trong một vụ án xảy ra tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này đang di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến quốc lộ 1A hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội bằng ô tô bán tải nhãn hiệu Chevrolet Colorado màu đỏ biển kiểm soát 51G40680. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo trạm Cảnh sát Giao thông Ninh Hòa triển khai các phương án bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng đón lõng, bắt giữ các nghi phạm. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, tổ trinh sát Cảnh sát Giao thông đã xác minh được phương tiện và triển khai dừng phương tiện, vây bắt được các nghi phạm tại km 1413 quốc lộ 1A. Nhóm nghi phạm bị bắt giữ gồm có 3 nam 1 nữ gồm Châu Đức Minh Luân sinh năm 1992, trú tại quận Bình Tân, Nguyễn Hoàng Duy Khương sinh năm 2005, Nguyễn Đình Phong sinh năm 1996, Đào Minh Trúc sinh năm 1991, cùng trú tại phường 11 quận Bình Thạnh. Nhóm đối tượng này cùng đồng bọn đã gây ra vụ án mạng tại quán karaoke trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vào đêm 16 tháng 2. Theo đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 16 tháng 2, một nhóm người sử dụng hung khí đuổi chém một thanh niên tại khu vực giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Một thanh niên bị tác động trọng thương đã bỏ chạy trong quán karaoke LKS, đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh cầu cứu. Nhân viên trong quán đã chạy ra can ngăn. Nhóm đối tượng trên vẫn cầm hung khí xông vào quán karaoke truy tìm nam thanh niên bị thương. Không tìm được người, nhóm đối tượng này chửi bới, đe dọa quản lý và nhân viên quán karaoke. Anh ca quản lý quán karaoke đứng ra khuyên can thì bị một đối tượng tác động bị thương. Thấy vậy, anh PDTN sinh năm 1989, ngụ thành phố Thủ Đức, nhân viên quán karaoke đã vào can ngăn và bị nhóm đối tượng này dùng hung khí tác động gục trong quán. Nhân viên trong quán karaoke đã dùng bình cứu hỏa xịt vào nhóm đối tượng để giải vây cho anh N. Đồng thời, một số khách trong quán karaoke tìm cách ra về cũng bị nhóm đối tượng trên tác động trúng tay, trúng mũ bảo hiểm. Khi mọi người hô hào báo công an, nhóm đối tượng trên mới lên xe bỏ đi. Anh N, anh K cùng nam thanh niên bị truy đuổi và một vị khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N đã không qua khỏi. Công an quận Bình Thạnh đã trích xuất camera xác định nhân dạng của các đối tượng và tổ chức truy xét. Sau đó, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ một đối tượng trong nhóm truy sát này. Xác định các đối tượng đóng vai trò quan trọng trong vụ án đã chạy trốn ra phía Bắc, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Thạnh đã nhanh chóng liên hệ với công an các địa phương tổ chức đón bắt. Sau nửa ngày, Cảnh sát Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp bắt giữ 4 đối tượng đang trên đường trốn chạy. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Thạnh phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế trên, nếu ai đó nói chế tài pháp luật với hình phạt chưa nghiêm minh dẫn đến tâm lý xem thường pháp luật là chưa đúng, bởi rất nhiều vụ án man dợ hung thủ đều phải trả giá bằng bản án tử hình,
Thậm chí nhiều vụ án được đưa ra xét xử lưu động nhằm tuyên truyền phổ biến pháp luật để phòng ngừa tội phạm, răn đe hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn. Song hành vi vi phạm pháp luật vẫn diễn ra, thậm chí là gia tăng nhiều hơn. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ các vấn đề xã hội như lối sống, môi trường giáo dục, quan hệ gia đình. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.